Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Minh Thành Vĩnh Phúc. Và Hiền đang có mặt tại cửa hàng Xe Máy Minh Thành 2, có địa chỉ tại ngã tư Phố Me, thị trấn Học Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Và trong video ngày hôm nay, Hiền sẽ giới thiệu với các bạn về chương trình khuyến mại cũng như là báo giá tất cả các dòng xe Honda cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo giá xe Honda của tháng này các bạn nhé. Và ở thời điểm này thì đang có hai dòng xe đang khuyến mại rất là lớn, đó là dòng xe Vario và dòng xe Honda Winner X. Hai dòng xe ở bên Hiền đang bán rất là chạy và cũng đang được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, sau đây Hiền sẽ giới thiệu với các bạn dòng xe côn tay Honda Winner X, một dòng xe mà đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay và đang được các bạn trẻ lựa chọn rất là nhiều. Đó là dòng xe côn tay Honda Winner X phiên bản V3, phiên bản mới các bạn nhé. Như bên tay phải ở đây, đó là phiên bản đặc biệt màu đỏ nhám. Ngoài ra là xe có thêm cả màu đen nhám và màu bạc nhám nữa. Đây là phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Phiên bản này thì mình đang để giá cho các bạn, giá chỉ khoảng 37 triệu thôi. Và ở thời điểm này khi các bạn mua dòng xe Honda Winner X, các bạn sẽ được hỗ trợ lên tới 3 triệu đồng. Và giá xe chỉ còn khoảng 34 triệu thôi các bạn nhé. Thời điểm này giá xe rất là rẻ đấy ạ. Bên này hiện có dòng xe Vario 160, màu xám xi măng. Phiên bản thể thao màu xám xi măng. Phiên bản này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng, giá dao động khoảng 54 đến khoảng 55 triệu thôi ạ. Và có hỗ trợ trả góp tất cả các dòng xe các bạn nhé. Và hỗ trợ tất cả các khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh. Và đặc biệt thêm nữa là bên Hiền có thêm cả chương trình thu cũ đổi mới. Các bạn đang có xe nào mà đang đi á, muốn có nhu cầu muốn đổi các con xe mới, các bạn có thể mang xe qua cửa hàng Hiền để định giá xe, hoặc các bạn có thể gửi hình ảnh xe qua Zalo cho Hiền qua số điện thoại 0967 817 693. Hoặc là kết bạn Zalo với Hiền, Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Bên này Hiền có dòng xe Vision. Vision phiên bản thể thao màu đen đỏ. Phiên bản thể thao thì sẽ có màu đen và màu xám xi măng các bạn nhé. Phiên bản thể thao này thì bây giờ đang để giá dao động cho các bạn giá khoảng hơn 38 triệu một chút thôi. Và giá hiện báo với các bạn là giá đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm tiền phí đăng ký và phí biển số thôi ạ. Giá và hỗ trợ trả góp thì từ đủ 18 tuổi trở đi. Trả góp thì chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân thôi là các bạn đã có thể mua trả góp rồi. Thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản đấy ạ. Các bạn chỉ cần trả trước tầm từ 8 cho đến 10 triệu là các bạn đã có thể mua trả góp rồi các bạn nhé. Còn như bên này hiện có dòng xe CBR 150L. Nếu các bạn nào thích trải nghiệm dòng xe côn tay, thích phân khối lớn thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe này các bạn nhé. Đối với xe CBR 150L này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng, giá dao động khoảng 69 đến khoảng 70 triệu thôi ạ. Có hỗ trợ trả góp, trả góp các bạn chỉ cần trả trước tầm từ 25 cho đến 30 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu dòng xe CBR này rồi các bạn nhé. Còn bên này Hiền có dòng xe SH. Thì các anh chị đang quan tâm đến dòng xe SHI phiên bản 125 hay 150 thì anh chị có thể liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền để Hiền tư vấn cụ thể cho anh chị nhé. Đối với dòng xe SH125CBS phiên bản 2023 thì bên Hiền đang để giá cho các anh chị giá dao động khoảng tầm 77 triệu các anh chị nhé. Và giá này thì giá em báo với anh chị là giá đã bao gồm thuế VAT, thì chưa bao gồm tiền phí đăng ký và phí biển số thôi ạ. Và hỗ trợ trả góp thì mọi người chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức khoảng tầm 25 đến 30 triệu là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe SH này rồi nhá. Ngoài màu đỏ này ra sẽ có thêm cả màu trắng và màu đen nữa ạ. Bên này Hiền có dòng xe Lead phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Ngoài màu đen nhám này ra thì sẽ có thêm cả màu bạc nhám nữa ạ. Và ngoài ra thì sẽ có thêm cả phiên bản cao cấp màu đỏ, màu xanh, và phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Thì Lead thì có 3 phiên bản, thì bên Hiền đang để giá dao động cho các bạn từ khoảng hơn 38 đến khoảng hơn 42 triệu một chút thôi. Thì trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước tầm từ 10 triệu trở đi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Lead rồi đấy nhá. Thời gian thì rất là linh động, từ 6 cho đến 36 tháng ạ. Hiện tại hôm nay là ngày 16 âm, rất là đẹp ngày đấy. Thì cửa hàng Hiền cũng đang có rất nhiều khách hàng mua xe ở tại cửa hàng đây. Thì các bạn đang có nhu cầu quan tâm đến các dòng xe Honda có thể liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967 817 693. Còn bên này Hiền có dòng xe SH1, SH nữ đấy ạ. Phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Ngoài ra là sẽ có thêm cả màu bạc nhám nữa. Phiên bản đặc biệt này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng 67 triệu các bạn nhé. Thời điểm trước mọi người có hỏi Hiền thì giá có thể lên tới khoảng tầm 71, 72 triệu. Nhưng mà ở thời điểm này giá đang rất là rẻ đấy ạ. Còn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì giá dao động từ khoảng 58 đến khoảng 66 triệu mọi người nhé. Thì mọi người đang quan tâm đến phiên bản nào hay là màu sắc nào của dòng xe S1 thì mọi người có thể liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ nhé. Và đặc biệt là khi các bạn mua xe qua video này, các bạn sẽ nhận được các voucher giảm giá từ 2 cho đến 500 nghìn.
thì để được báo giá và tư vấn cụ thể hơn về các chương trình khuyến mại, mọi người có thể liên hệ với Hiền qua số điện thoại hotline 0967817693. Bên này Hiền có dòng xe Vario 160 màu đỏ. Như Hiền có giới thiệu với các bạn ấy, thời điểm này khi các bạn mua dòng xe Vario thì các bạn sẽ được nhận được tiền hỗ trợ, tiền lệ phí trước bạ các bạn nhé. Và trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước tầm từ 12 triệu trở đi thôi. Các bạn đã có thể mua trả góp dòng xe Vario này rồi ạ. Với phân khúc giá khoảng tầm từ 48 đến khoảng hơn 50 triệu là các bạn đã có thể sở hữu một dòng xe với phân khối là 160cc rồi đấy ạ. Còn bên này Hiền có dòng xe Ablet. Ablet phiên bản 125 màu đen nhám. Và phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Phiên bản đặc biệt này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng 43 triệu thôi các bạn nhé. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ và màu xanh thì giá dao động khoảng tầm 41 triệu ạ. Thì để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên này Hiền có các dòng xe số Future, Wayblade, Wayzerdick và Wayalpha. Như dòng xe Future này thì sẽ có phiên bản vành lam và vành đúc. Thì giá bây giờ đang để dao động cho các bạn khoảng tầm 33 đến khoảng hơn 35 triệu một chút thôi. Và màu xanh như bây giờ đang trưng bày ở đây thì sẽ có thêm cả màu đen, màu đỏ hay là màu xanh đen đấy nhá các bạn nhá. Thì các bạn đang quan tâm đến phiên bản nào hay là màu sắc nào của dòng xe Future thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua fanpage xe máy Minh Thành Vĩnh Phúc, hoặc các bạn có thể liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967817693. Còn bên này Hiền có dòng xe Wayblade vành đúc phanh đĩa. Wayblade vành đúc phanh đĩa là thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng 21 triệu các bạn nhé. Trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền tầm từ mức 5 đến 6 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể mua trả góp rồi ạ. Thưa anh em máy hồi chị Thủy. Còn bên này Hiền có dòng xe Wayzerdick, đây là phiên bản mới 2023, màu đỏ đen vành đúc phanh đĩa đấy ạ. Phiên bản này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng 26 triệu. Còn đối với phiên bản vành lan thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng tầm 22 đến khoảng 23 triệu các bạn nhé. Còn bên này có dòng xe Wayalpha thì bên Hiền đang để phân khúc giá cho các bạn dao động khoảng tầm hơn 18 đến khoảng hơn 20 triệu một chút thôi. Giá thời điểm này cũng đang rất là rẻ đấy ạ. Và Hiền xin nhắc lại với các bạn một chút về chương trình khuyến mại ở tháng này đối với dòng xe Honda Winix và dòng xe Vario các bạn nhé. Khi các bạn mua dòng xe Vario thì các bạn sẽ nhận được tiền lệ phí trước bạ. Còn đối với dòng xe Honda Winix thì các bạn sẽ nhận được tiền hỗ trợ đăng ký lên tới 3 triệu đồng các bạn nhé. Và ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều các phần quà khuyến mại khác với các dòng xe khác. Thì khi các bạn mua xe các bạn sẽ nhận được mũ bảo hiểm áo mưa hay là ba lô hay là áo gió và rất nhiều các voucher giảm giá. Thì để được báo giá và tư vấn cụ thể hơn các bạn có thể liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967817693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền, Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn ạ. Và Hiền xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.